xin chào toàn thể các bác nha. Ngày hôm nay bên em có thi công một bộ combo gọi là VIP luôn. Combo này bao gồm thì mọi người có thể nhìn thấy là quản lý nguồn DB Aquatics có mã model là FP10 Pro, một dòng quản lý nguồn cao cấp nhất trên thị trường hiện tại. Và tiếp đến là một em vang DB Aquatics có mã model là S900. Và mọi người có thể nhìn thấy đây là ba em đẩy crown xịn mọi người nha. Hai em XLI 2500 sẽ đánh 4 cặp loa. Đây là loa em bên em vừa thi công khoan ti xong. Đó là sẽ đánh 4 chiếc loa. Và con XLI 3500 này sẽ bright để đánh một em sắp hơi. Hiện tại thì em sắp hơi đang ở dưới, bọn em chưa bê lên được. Thì với một không gian phòng như này, phải nói là gia đình nhà bác chủ phải rất là chịu chơi và cũng là một đôi tai cực kỳ khó tính, đã lựa chọn những cái sản phẩm phải nói là cực kỳ chất lượng để lắp đặt full combo này. Và đặc biệt đây, mọi người có thể nhìn thấy đây, đây là một dòng mic phải nói là quá là nổi tiếng rồi, chuyên dành cho các ca sĩ, các live show cực kỳ nổi tiếng, các live show lớn. Đó là dòng mic Sennheiser. Đây, đây bộ mic của nó đây mọi người nhé. Đó, đây là em mic đó, Sennheiser. Dòng này là model M100G4. Đó, ok, bây giờ em sẽ đi vào lắp đặt và treo loa lên, chuẩn bị setup. Mời mọi người cùng trải nghiệm chất âm cũng như là về không gian này nhá. Không gian này thì bác chủ tiến tới cũng sẽ làm thêm về chút về nội thất để tiêu âm tán âm, làm sao cho phòng đỡ vang vọng, phòng thì vẫn hơi vang một chút. Ok, em đi vào thi công lại nhé. Dẫn đây phút đầu tiên có em đẹp đến những giây cuối cùng.
cuộc đời anh có quên chưa tình dành hết cho em. Suốt cuộc đời anh có quên chưa tình dành hết cho em. Ok chưa? Và bây giờ là bà chủ và chị gái sẽ test thử hát bộ dàn. Phải là chất giọng chị cũng rất hay. Và do cái TV của anh ấy vừa bị vỡ anh đang tạm thời hát từ laptop chuyển qua, còn là sau này sẽ có dây từ TV chỗ tường này và lắp được bộ dàn chấm sẽ đẩy sang góc này mọi người nhé. Oh, she.